Bự quá trời kìa. Lạc đá bị chết thì gì chứ không kéo lên luôn. Woo. What the hell? Wow. Con người biết con gì không? Con đó là con chim sen đó. Chim sen. Con gà, con này con cò. Con này con cò rồi con kia là con gì? Con đỏ đỏ diệt lửa. Con nào lần sau còn nhỏ tôi gà dính biết bao nhiêu. Ờ, có phải là cái con hồng hồng đó không? Con hồng đó nào. Nằm em vô rồi. Đây là hồ nuôi rùa. Rùa bự lắm á. Quá trời. Nó nấp à. Rùa bự rùa con nấp quá trời. Lo đầu. Đây là chú beo con. Anh này anh. Đây là gà rừng. Nguyên gà tre rừng. Chú khỉ. Coi lại coi nè. Lại coi nè chú. Đây là chăn. Nó ăn luôn trời nãy giờ có. Chăn khổng lồ á. Chăn này cũng khoảng 40-50 kg. Đây nè. Nãy giờ cho nó ăn rồi đó. Con vàng á. Con vàng nó biết thò tay ra rồi. Con lừa ơi hay là con này con gì? Con này con giả nhân. Ê ê, cầm đừng có lại con. Giật điện thoại mày đó. Giật nó đâu có nó vô được đâu. Đây. Lại đây coi con heo gần. Nè nè. Nè. Nè má. Con má gì mày kêu ba chứ má. Má con vàng á, con vàng nó biết á. Con vàng biết thò tay ra. Nè. Nó anh kêu à, nó hú à. Nè. Nè xuống. Nè 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 già. À thấy à, thấy trong điện thoại anh kìa. Nè. Nè. Nhét điện thoại vô giường không? Nè cho điện thoại nè, tự sướng đi. Ê, anh thấy ê. Trong điện thoại có ảnh á. Con là con rồi vô cần nè. Ở cần giờ mà chưa điện thoại đã mất tiêu rồi. Nè. Trăng trái rồi. Đúng. Chú không sợ luôn hả? Nè. Ngâu như nó bị hú á mày. Hú. Hả? Cho ông vô ăn hú. Nó à. Ăn quá. Ăn không. Kìa. Đó. Chú. Đóng nó ra há miệng nhắm ngay. Chú bà mẹ mày. Ăn không chịu ăn chu. Hú rồi xanh nè. Cái con nó